Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Bữa hôm nay anh chị chuẩn bị đón xem một chương trình rất là Độc Lạ Sài Gòn. Trời ơi, xin chào. Hello mọi người. Mọi người có nhớ em không ạ? Hôm nay chúng ta cùng đi thăm một vườn rất là đặc biệt nha. Có rất là nhiều giống cây mới luôn á. Vô cùng độc lạ và siêu to khổng lồ nha. Nè bà con xem nè. Này là tứ quý nha anh chị. Tứ quý nha. Bây giờ em sẽ dạo quanh một vườn này, chuẩn bị báo giá cho anh chị các bạn giao lưu một vòng ở đây. Thì bây giờ mình chơi nhá hàng trước nè anh chị ơi. Đó. Tứ quý không à. Nè. Tứ quý không nha. Đó. Những cây hoành 60, 70. Quá trời luôn. Cho em cái nón đó. Đội vô. Bên này nữa nè anh chị. Mình đi vòng cái xem cái vườn này. Đố anh chị các bạn là em đang ở cái vườn nào. Vườn nào mà có những cây siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ luôn ha. Để cho em đi trước á. Vườn siêu to khổng lồ mình đi vòng vòng ra phía ngoài nha. Cây này mấy cái hoành bự bự không ha. Cũng cỡ em thôi à. Vậy em làm gì bự vậy? Hả? Em hoành 60. 60 không? 60. Hoành eo 60. Đây, nhiều cây đẹp lắm anh chị ơi. Bữa nay em nghe nói cái giá thì tầm khoảng từ mười mấy triệu. Nói chung là tầm khoảng cỡ trăm triệu quay đầu. Trăm triệu quay đầu nha anh chị. Vài chục triệu. Là những cây siêu to khổng lồ ha. Tứ quý. Mai vàng có luôn nhưng mà mai vàng ít lắm anh chị. Đa số là tứ quý không à. Những cây mini bonsai có luôn. Và ở vườn này lát xíu nữa anh chị sẽ gặp được một anh chủ vườn khá là dễ thương, đẹp trai. Và ảnh là hình như là chủ tịch câu lạc bộ gì đó đó nha. Chủ tịch câu lạc bộ cây cảnh. Những cây lớn tiền không anh chị ơi. Ở lộn lớn hoành không à, nhưng mà nhỏ tiền. Đi trước đi Hương. Cho em Hương đi trước. Nắng quá, mình đi chưa, nắng 12 giờ chưa. Nè, mình coi sơ sơ chút xíu là những góc này sẽ báo giá nha anh chị. Anh chị mình chờ đợi trong giấy lát nha. Trong thời gian chờ đợi anh chị mình bấm thả tim cho em cái đi bà con. Lấy động lực cái lát em quay chi tiết cho anh chị các bạn nha. Mà giá hôm nay chỉ từ mười mấy triệu thôi. Vài triệu chắc cũng có nữa luôn. Mà anh chị thấy toàn những cây mà độc lạ không à. Siêu to khủng lồ. Sau lưng của em kìa. Một cây sau lưng em kìa. Nè. Mọi người thấy cái hoành cây lạ không? Cái thân lạ quá. Ủa này là. Thấy chưa? Những tác phẩm thiên nhiên chưa thấy bao giờ luôn. Còn ở trên nữa kìa. Ghê quá vậy. Đó, rất nhiều tác phẩm nha anh chị. Nè. Cái gì? Đúng rồi. Không sao, không sao, không sao, không sao. Sợ rồi, sợ rồi. Không sao, không sao. Ở đây nè anh chị. Còn nhiều cây độc lạ lắm nha, một cây quay bình ha. Một cây quay bình ha. Chút xíu em sẽ quay chi tiết những cây này luôn cho bà con xem nha. Rồi. Hương sợ chó chứ em không sợ đâu. Wow, có một cái chó con mà cũng sợ nữa. Ok ok. Một cây tác phẩm. Trời ơi, cây này tác phẩm đẹp quá. Chút xíu giao lưu luôn nha anh chị. Ở đây là những cây mai chiếu thủy nè bà con. Có luôn cây mai chiếu thủy ha. Đó, vườn này là vừa có cây cây xanh mà vừa có chơi mai vàng nữa anh chị. Cây này đẹp quá không? Sao đẹp là đẹp sao? Ý là nhìn nó giống mấy cái cây cổ thụ.
Nhìn nó hoành tráng đúng không? Sau lưng của em cây này còn dữ hơn nữa nè. Ghê không? Ghê thiệt. Ghê không? Cây này nó kiểu có mấy cái tán ở bên trên. Vậy chắc hẳn là anh chủ vườn này cũng phải bự lớn, cao lớn lắm nè. Siêu khủng. Siêu khủng. Anh chủ siêu khủng. Đây rồi. Hello anh. Hello Phương Lượng. Chào anh Hoàng nha, chào anh Hoàng nha. Chào ông, chào người đẹp. Dạ em chào anh. Chào tất cả cô bác, anh chị đang xem kênh chợ Sài Gòn. Hồi bữa nay tính ra là khoảng cỡ hơn một năm mà em mới quay lại vườn, thấy nó khác quá anh Hoàng ơi. Mỗi năm nó phải mỗi khác chứ. Bữa em nhớ đợt trước là anh có giao lưu đâu, đợt trước là có mấy cây mà đế nôm mà bự 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 phải không? Đúng rồi. Đó mà nhưng mà nó lùng lực đó phải không? Bữa nay mấy cây đó là không còn cây nào hả anh? Đi hết rồi. Đi hết luôn. Giờ còn mấy cái cây tông cao. Mà bữa nay thấy về toàn những cây mà bự bự không? Cái địa chỉ ở đây là cho mọi người lại biết lại cái anh ha. 229 hẻm 331. Đây nè anh chị. 229 vườn là khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, hẻm 331 nha mọi người. Đó. Quán cà phê Mai Hoàng, ở đây là cái đường đi vô nè anh chị. Đó. Phía ngoài đây ha. Ở đây là anh Hoàng là chủ tịch hội cây cảnh bonsai mai ghép ha anh Hoàng ha. Có đâu. Dạ. Nhận chủ tịch đâu. Nhận đi. Mình chỉ là trong cái hội nhỏ nhỏ thôi, chứ không dám là nhận chủ tịch đâu. Trời ơi thì trời chủ tịch phải chủ tịch sao đâu. Chủ tịch rồi chứ đâu có cần lớn hay nhỏ gì đâu. Chứ không lẽ giờ gọi anh giờ là giám đốc. Thôi thì mình là thành viên thôi được rồi. Ủa cái hội nó là sao, anh giới thiệu cái cho mọi người cái vậy như cái hội cây cảnh này để cho anh em cuối tuần để giao lưu vừa mai vàng và vừa cây kiểng bonsai. Cứ sáng chủ nhật là anh em họp lại rồi trao đổi về kinh nghiệm nè, rồi phân bón nói chung là thuốc thang đồ đó. Dạ. Để chăm sóc cây. Ở đây là hội nông dân quận 12, phường An Phú Đông nha anh chị. Mà phường An Phú Đông là rất là nổi tiếng về cây cảnh và chơi cá nữa nha. Bữa nay mình định giao lưu với bà con là khoảng bao nhiêu cây anh Hoàng ơi? Bữa nay giao lưu lớn nhỏ là khoảng 20 cây. 20 cây ha. Rồi giờ mình vô cây đầu tiên luôn đi anh. Bây giờ là cây số 1 luôn ha. Cây này nó tạm tạm rồi giá. Cây này cũng tạm tạm giá cũng được được. Cây này chiều cao nó tầm khoảng cỡ 2m8 anh chị ơi. Đó. Còn cái bộ đế của nó anh chị mình cùng quan sát nè, anh đo cho mọi người xem cái hoành luôn anh. Cây này hoành đế hả? Dạ. Hoành đế hoành hoành eo luôn. Cây này hoành. Em phải... có một thắc mắc nha. Là nhiều. Mấy cái thắc mắc gì? Là từ rễ cây mọc lên hoành đế khoảng 17 á Hồng ơi. Hoành đế 170 anh chị ơi. Hả? 17 á. Rễ cây đó. Bự nha. Rễ cây hả? Ừ. Nó bự bằng cái cầm tay của em luôn á. Nè. Độ sổ nha. Sổ nôm là 34, 35 đi anh. Rồi. Đó, tính cho con cho nó đẹp. 35 về. Ừ, 35 về cho đẹp. Rồi, cái hoành luôn anh. bốn mươi lăm hoành là ngay vị trí này nha anh chị. Hả, thác thân cây này tầm khoảng 60 anh chị ơi. Rồi cái cây số 1 này là tứ quý ghép gì vậy? Ghép giả Thủ Đức. Thủ Đức anh hả? Đúng rồi, Thủ Đức này được mấy mùa anh? Cái này hả, này 6 mùa đó. 6 mùa nó u luôn rồi nè anh chị nè. 6 mùa ha. Cây này số 1 anh định giao lưu với mọi người như thế nào? Cây này giao lưu là 105 triệu. 105 triệu cây mã số 1 nha anh chị. À. Bao ship cho anh chị trong bán kính 200 km đi. Nó... bao ship 200 cây. Đây là cái tình hình phát triển của cây nè anh chị, đang ra đọt mạnh ha. À, đang ra đọt mạnh ha. Cây. Tán ngang cây này nó tầm khoảng cỡ gần 2 mét nha anh chị, 1m9 ha. Đó. Cao 2m8 ha. Tông cao. Thác thần 60. Đây cốt một của nó đây nè. Đó. Hoành này nó cũng cỡ 19 20 á. Đây. Cây số 1 là 105 triệu. Anh chị thấy cây này giá gì hợp lý không? Mình cho cái comment đầu tiên đi anh chị.
Mà bữa nay là giá thấp nhất ở tầm khoảng cỡ nhiêu anh Hoàng? Tầm khoảng 15 triệu. 15 triệu nha anh chị. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ xem coi cây 15 triệu nó sẽ như thế nào. Rồi mình qua cây số 2 luôn anh. Bữa nay lên chương trình chơi những cây bự nha bà con. Cây siêu to khủng lồ. Cây số 2 cũng là cây tứ quý luôn. Hai thân ha, hai vợ chồng đó em. Một cốt hai thân. Rồi cho số hoành luôn ngay anh. Thấy bạn Hương kinh nghiệm vô này. Có kinh nghiệm rồi ha. Cây này cao 2,5 m nha anh chị. Cho nó hẳn 2,3 m chiều cao đi, tán ngang 2 m nha anh chị. 60 anh. Hoành nó là 60 cứng luôn bà con. Còn cái chậu của này nó là tầm khoảng 1 m 1 m 1 anh. Mét mốt lật lòng. Còn cái cây số 1 á là chậu nó tầm khoảng ở 9 mấy 1 m nè. 1 m lọt lòng. 1 m lọt lòng. Cây số 2 là 1 m 1 lọt lòng anh chị. 18, 1 m gần 20, coi như là 1 m 2 gần 1 m 2 lọt lòng luôn. 1 m 2 lọt lòng luôn. Đó, cái nồi đế thì nó ra gần sát luôn nè anh chị. Nồi đế nó nhiều lắm. Quay xung quanh cho anh chị xem nha. Nồi đế này khoảng 220. 220 nồi đế anh chị. Cái này tứ quý ghép chảo Thủ Đức được 2 mùa chưa anh? 2 mùa đúng. 2 mùa đúng luôn anh chị. Tình hình sức khỏe của nó ha. Đây. Cái này mấy cái này anh đi được mấy đợt phân rồi anh? Mới có một đợt phân á. Một ở đợt. Đây là mới đi có một đợt bánh dầu á, anh mới vừa đi cách đây 2 tuần á. À vậy chứ hồi nào đầu năm giờ là anh đi phân anh bao nhiêu đợt? Cho dưỡng dưỡng lá với tưới kích rễ thôi. Dưỡng lá với tưới kích rễ không? Quay xong đợt này là bắt đầu là cho ăn thêm một đợt nữa đó. Dạ. Yeah. Anh không xài phân hữu cơ, phân dơ đồ hả anh? Ở đây là phần xài phân Dimit. Dimit. Dimit của Úc á. Dạ. Yeah. Chứ còn mình xài phân Hà Lan với phân gà thì nó cũng được nhưng mà tùy theo cái vườn xài thôi. Dạ. Đây, cũng đang xịt tược non hết nha anh chị. Cây đang mạnh khỏe ha. Rồi cây số 2 mình giao lô giá sao anh? Cây số 2 này là 130 triệu. 130 triệu. Bao ship cho anh chị 200 luôn. À, bao ship 200 cây luôn anh chị ha. 130. Cái này là gì anh? Đất mặt à, phân bò đó. Phân bò ha. Tại vì tháng giêng á là ở vườn anh là cái gì mà cười. Là cầm lên xong cho vô phân bò. Không sao, nó cầm phân bò. Gì? Không, phân bò này người ta xử lý sạch lắm á. Em sờ thử đi. Không. Không bị dụng ha. Không bị dụng ha. Rồi mình qua cây số 3 luôn anh. Đây qua cây số 3. Cây này là cây này ha. Anh. Cây này ha. Cây này ghép hơn mùa. Cây số 3 là siêu bông bánh tre. Tứ quý luôn ha anh. Tứ quý luôn. Chiều cao của nó tầm khoảng cỡ 3 mét hơn nha anh chị. Nó tầm khoảng 3 mét đi. Chiều cao khoảng gần 3 mét. Tán ngang vào 1,9 m ha. Đó. Rồi mình coi cái đế của nó đây. Cái này đế cũng khá gân lực ha. Nở dách nha anh chị ơi. Rồi mình cho cái thông số luôn anh. Cái này nó có xa một chút xíu chỗ này. Chút xíu đây. Gần hậu đế này. Cái này là hồi đó người ta chặt. Bỏ nhánh á. Ta chặt á. Bỏ nhánh con á. Nó liền lắp lại rồi anh chị. Cho Quỳnh Thân. Quỳnh Thân ngay chỗ vị trí này là 46. 46. Rồi. Thoát thân lên đây. Thoát thân rồi khoảng thân 25 anh chị ơi, 25 30 ha. 30. 30. Cái này ghép 10 mùa ha anh. 10 mùa. Rồi để coi phía trên cho nó coi. Cái cốt không là cái này là cốt máy nè. Cái cốt chọt đó nha. Đó chú chọt chú thân á. Hồi đó ông chú cũng làm á. Mà nó đã bự nó mười mấy rồi đó. Này nó tầm khoảng cỡ 15 15 16 không rồi chị ơi. Không tới quá. Tới đó. 14 à. 14 anh chị ơi. Chị cốt. Cây số 3 này bao nhiêu anh? Cây này
22 triệu. 22 triệu tứ quý ghép bạc giảo Bến Tre lá trùng hả anh? Đúng rồi, lá trùng á. Lá trùng này nó dễ làm nụ hơn cái thằng lá nhỏ. À này bên chỗ vườn Phương Bình là Tết em có quay cho anh chị cây chỗ bông. Mấy cây này anh có cái hình nào chỗ bông mấy năm trước không? Không, tại vì cái này anh mới lấy về hồi trong Tết. À cái Bến Tre lá trung này giá là 22 triệu. 22 triệu anh chị. 22 triệu. Giá này cũng dễ chơi anh chị ơi. Lọt lòng chậu là 1 mét nha anh chị. Đúng rồi. Đó. Hoành 46 ha. Rồi tiếp tục cây mã số 4 là cây nào anh? Cây này luôn, cây kế bên này luôn. Rồi, cây siêu này bông Bến Tre luôn. Siêu bông Bến Tre luôn. Cây này giá nhiêu anh? Cây số 4 nè. Cây này giá tại vườn là 30. 30 hả? Thấy nó đẹp hơn cây số 3 chút xíu anh chị. Cặp nó ha, cây này bự hơn chút. Cho thông số luôn anh. Cây này cao tầm khoảng cỡ 2m3 nha anh chị. Tán ngang là 1m89 ha. Hoành 42. Hoành là 42. Ở đây là mình đo là chữ 2. Ủa hồi nãy cây bên này nãy anh đo nhiêu 44 em quên rồi. Nữa. Tại vì nó có cái eo, nó có cái eo á. À. Ở bên đó nó thành ra thấy cây này thấy bự hơn mà hoành nó nhỏ hơn. Bên kia nãy là 44 ha. Đúng rồi. 44 em tưởng 46. Như 46. Đâu anh coi đo lại thử coi. Sao cây này? Cái cây này tại vì nè nó có cái cục này nè. Đo thử lại cái này. 46. 46 luôn. Tại vì nó có cái cục ở đây. À nếu mà mình đo lên xích kiểu như thằng trên này nó tròn á. Ừ. Ở xích trên đây thì nó tầm khoảng nó 30 38 39. 39. À. Còn thằng này. Này 42. Thằng này nó không tròn hả ta? Không, này nó mới tròn nè. À. Này 42. Hơn 42 nhưng mà. Cây số 4 này 42 hoành anh chị. Cũng tới quý ghép giảo Bánh Tre lá trung. Tình hình sức khỏe đây nè anh chị. Đó. Đi đọt đẻ nhánh đầy. 30 triệu anh hả? 30 triệu. À. Giao luôn tại vườn luôn. Đang còn anh chị muốn xếp thì anh chị xuống tại vườn xem thì cây này không miễn phí xếp hả? Cây này không miễn phí xếp hả anh? Không. Thì. Không. Tại vì cái cây này nó tầm này nó cũng lớn. Dạ. Tại vì vậy là giá 30 triệu là giá không thôi, bây giờ mình cũng máy luôn, mình cho nó ship lỡ 200 cây là mình cho đi 200 cây luôn. À 200 cây luôn ha. Cho vậy đi. Nhờ Hương hỏi á. À. Nhờ Hương hỏi nên mọi người mới được free ship. Vậy ha luôn ha. Vậy là hỏi dữ chưa? À, hỏi dữ nên mới được free ship đó, chứ cây hai mấy triệu, cây bự bự người ta đẹp vậy ai free ship cho. Đúng không? Rồi, tiếp tục cây số 5. Đi đòi quyền lợi cho khách hàng. Cây số 5 quay giùm anh kìa. Rồi ha, rồi ha. Ở đây cây bự anh. Cây mai tù nha. Mình hết không vậy? Dạ. Cây này nó to quá sao không có đường đi. Đừng không được rồi, được quay được mà. Cây mai tù nha. Đây cây số 5 cây, nha anh chị. Mai zin. Nó bông của nó là 5 6 7 cánh. Mai zin nó bông 5 7 cánh. Đúng rồi, 5 7 cánh thôi chứ không có 9 cánh nha. Cái đó mình nói trước. Mà bông nó bông tròn hay là bông cánh bông tròn, tròn bông tròn. Bông tròn luôn ha. Bông tròn. Anh có mặt bông mấy năm trước không? Để nói là anh nhiều cây quá. À, chưa chụp cây này luôn không? Cây này chiều cao nó tầm khoảng cỡ 1, 2, 3, 3 mét rưỡi, gần 3 mét 8 anh chị ơi. Đó, gần 4 mét ha. Tán ngang của nó là cũng cỡ 3 mét rưỡi nha anh chị. À, tán ngang 3 mét rưỡi, chiều cao 3 mét 8. Rồi mình coi cái hoành của cây mai xù này coi. Rồi. Nè, xù nè. Đây nó xù toàn thân rồi, trừ từ nhánh trở lên thì nó không chưa xù thôi. Nó chỉ xù cái thân thôi. Xù thân thôi. Bảy mươi đúng. 70 hoành. À, cứng luôn. Đế thì nó chảy đều gì nè, tại vì lắp hết rồi. Thác thân 50 nha anh chị, cây số 5 này là giá bao nhiêu anh? À, cây này á, là 150 triệu. 150 triệu mình coi cái... Bao ship 200. Bằng cái chi 1 nè. 32. 32 chi 1. Còn mấy chi kia là nó cũng nhỏ nhỏ hơn. Bự bự không anh chị. Này. 150 triệu ha anh. 150 triệu. 150 triệu. Cây okay, mã số 5. Mã số 5.
Rồi mình qua cây mai xù, mai zin thì chuẩn bị qua cây số 6 luôn anh chị. Cây số 5 này mai xù zin. Đúng rồi, mai xù zin. Mai xù zin, còn zin. Còn zin ha, còn zin là có giá phải không? Ừ, có giá chứ. Cái chậu nó tầm khoảng cỡ 1m3 đường kính nha anh chị. Đường kính chậu 1m3. Rồi qua cây số 6. Chậu đường kính chậu như 1m4 á Hồng ơi. 1m4 cây cây sù á. Cây sù 1m4 ha. Đúng rồi. Đường kính bầu đường kính chậu là 1m4 nha anh chị. Cây này là cây số 6. Cây số 6. Cây số 6 chậu này cũng lọt lòng gần mét nè ha, chín mấy nha. Quay dàn cốt cho mọi người xem. Cây số 6. Ghép gì đây anh? Cục ghép dảo siêu bông Bến Tre á, dảo siêu bông Bến Tre, cây này đẹp á anh chị. Cây này cái dàn xương nó đẹp, đều từ trên xuống dưới mà nó này chắc ghép lực cả chục năm luôn quá. 8 năm anh. Hơn chứ, cái này là nó tầm này anh... cái dòng này là hơn 10 mùa á. Hơn 10 mùa rồi anh chị xem cái cốt ghép đó nè. Đó, nó bự bằng hai ngón chân cái ha. Rồi mình cho cái thông số của hoành đi anh. Cây này cốt đẹp nè. Đấy, đẹp luôn. Dạ. Bành 46. Từ 46 ở bành rồi. 46. Cái này già gân. Này, em quay dòng màu đó cho anh chị xem. Cái này tứ quý ghép dảo Bến Tre luôn ha anh. Đúng rồi. Bao nhiêu anh cây này? Cây này bao ship 200 là 42 triệu. 42 triệu. Cây này chiều cao nó tầm khoảng 1m9 anh chị ơi. Đó. Tán ngang hiện tại của nó là 1m5, 1m6, 1m6 tán ngang. Đang xì tược rất mạnh anh chị ha. Cây này anh Hoàng giao lô 42 triệu. 42 triệu. Bến Tre lá trung. Không có vàng Bến Tre này anh chị có xem ở vườn Phương Bình là ảnh có mấy cây bông muốn đẹp hơn bông siêu bông Sài Gòn luôn á. Rồi qua cây số 7 không anh? Đây cái bên luôn. Số 7 luôn. Một cặp á. Cặp luôn, cây này đế dữ quá à. Cho thông số luôn đi anh. Chiều cao nó cũng khoảng cỡ 1m8 nha anh chị. Chiều cao 1m8 tới mặt chậu. Hoành thân chỗ này là 47. 47 cứng luôn. À, 47. Còn thoát thân thì 25. Thoát thân tầm 20-25 nha anh chị. Đó. Cây này thì bộ đế không có gì chơi được ha. Bộ đế gân lực mà cộng lớn luôn. Đây là cái cốt của nó nè anh chị. Cây số 7 này giá nhiêu anh? 42 triệu. 42 triệu bằng giá luôn ha. Bằng giá luôn. 42 triệu một cặp. Đường kính chậu là tầm khoảng 90. Đó. Cho mọi người tham khảo không? Người tham khảo rồi đúng không? Thấy em đang tò mò cây này. Cây này không biết hồi đó ông nào ông nghịch á, ông nuôi kiểu gì mà chặn qua chặn lại nó không biết sao. Nhưng mà nó lạ mà anh. Độc nu nè, nu còn hơn cái trứng gà nữa. À. Cục nu nè, bự nè. Cây này nó nu. Nu nè. Trứng lọc nè, nu nè. Ừ. Nó nu lên tới trên luôn á. Cái quai bình cầm nè, quai bình anh chị. Ừ. Cái này nè. Nó liền hết luôn ha. Liền kiếp hết. Cái này không có thẹo thùng gì nữa. Cái này nó u nần tùm lum hết trơn á. Nó quắn mà cái này nó bự. Nè nu bên đây nó lại nó nu cục. Hơn biết cái nu là biểu tượng của gì không? Nó già quá, nó nu. Ý là cái cây già. Vậy hả? À, cây lớn tuổi á. Vậy hết xíu quách chưa đâu mà. Con to khỏe lực lưỡng này nè. Người già thì ổng kìa không khoái. Chứ còn cây già mới khoái. Cây người ta mới khoái. Cây già mới khoái chứ còn người cây... già thì không khoái thiệt. Không, người già người ta có kinh nghiệm. Anh này cứ sao chơi người già. Vậy là người già không có giá bằng một cái cây rồi. Trời ơi, thì quá đáng. Quá đáng. Thôi, chiến này là chết rồi, anh em coi thằng mạng chết luôn hả? Mà nói anh chết luôn. Ở cái này có Zalo chưa anh?
À, cây này hả? Bông nó sao anh? À, cây này là cúc 24 cánh á. Cúc 24 cánh. Cúc 24 cánh. Anh ghép hả? Ghép được có khoảng 5 tháng à. Ghép khoảng 5 tháng anh chị nè, ghép nè. 5 tháng. Năm nay là bao bông á? Bao bông luôn. Chờ tới luôn. Cây này nếu mà anh chị muốn thích thì đi xuống vườn, cây này giao lưu tầm khoảng 50 triệu. Khoảng 50 triệu, cây này cao hơn 2 mét nha anh chị, tán ngang tầm khoảng 1m7, 1m8 ha. Tại vì cây này không có tính trong cái... Cây này kiểu như cây nghệ thuật, cây quái nè. Cây yêu quái. Rồi, cây này cho nó mã số 8 luôn. Rồi, tiếp tục mã số 9. Là cây siêu bông Bến Tre. Một cây số 9 là siêu bông Bến Tre. Và mùa tàn lớn. Cây này cao 2m5 anh chị ơi. Cao 2m5, tán ngang của nó tầm khoảng cỡ 2m. Đó. Rồi mình xem cái đới nở ra anh, cây nào cũng đẹp hết trơn ha. Có cây này nó hơi bị xàm chút xíu đây nè. Cho thông số luôn anh. Xàm xíu. Không đâm cũng đẹp. Quanh một đới của nó ha. Dòng 60 62 nhưng mà tính 61. Rồi 61 cứng luôn nha anh chị, ngay chỉ đó ha. Đó, thác thân tầm khoảng gần 30. Cây này ghép được bao lâu rồi anh? Cây này hơn 10 mùa rồi đó. Hơn 10 mùa rồi. Chung một vàng siêu bông Bến Tre đó, lấy về một chủ á. À, cũng có tứ quý siêu bông Bến Tre luôn. Của ông chú á, tại vì ông chú ổng cũng già rồi á, xong rồi ổng bị tai biến mới mua hết nguyên vườn của chú. Là toàn Bến Tre hết luôn. Đúng rồi. Chú đó chú thích trong cái Bến Tre đời đầu á. À. Mà là... chú lựa là lá chung không á, chứ không có lựa lá nhỏ này. Vậy là kỳ cựu luôn á mọi người. Về chưa? Em cũng khoái Bến Tre lắm nè bà con. Dạ. Bến Tre có là dán đứng Bến Tre. Cây mã số 9 giá là cây này giá 105 triệu. 105 triệu nha anh chị. Ship 200. Hoành 63 tứ quý ghép. Bến Tre lá lớn. À, 10 mùa. Rồi tiếp luôn cây số 10 anh. Cây số 10. Cây quái này có giao lưu không anh? Có luôn. Đây. Cây này cây độc lạ luôn. Ai muốn giao lưu thì giao lưu, nhưng mà cây này nói trước nha, mình mới ghép được có 2-3 tháng gì đó à. À. Mai vàng chiều cao 2m5, cây quái anh chị, anh ghép gì đây? Ghép vỏ Thu Đức. Mai vàng ghép vỏ Thu Đức. Được 2-3 tháng. Này, cây đang khỏe mạnh, xì tụ quá trời luôn anh chị à. Cây này giao lưu thì khoảng bao nhiêu anh? Giao lưu giá hiện tại giờ là 35 triệu tại vườn nha. 35 triệu cây tại vườn riêng, cây này mình không bao ship. Còn mấy anh chị muốn mình xếp thì mấy anh chị phải chịu phí xếp rồi mình hộ tống cây lên tới nhà. À. Rồi mình qua cây số 11 luôn anh. Đây, cây này. Kế bên luôn. Mà cây số 1, 11. Cây này bu đế nó chảy như là mai chú thủy. Cây này dán trực luôn á anh chị, trực thẳng băng luôn á. Dán trực thẳng băng luôn. Chiều cao của nó thì tầm khoảng cỡ 1m8 anh chị ơi. Đó, lên tới đoạn tới ngọn ha. Rồi tán ngang của nó tầm khoảng cỡ 1m6, 1m7. Rồi mình xem cái màu đới của nó nè, cho cái thông số luôn đi anh. Để nó cũng chảy ra hết, chảy xuống đây hết nguyên cái ra tới mình cái trụ. Rồi anh đo luôn đi. Cái đặc. Thì chứ cái cây này cái hoành nó không thằng này sao? Nó nôm đặc luôn anh chị ơi ha. Ngay chiếc này là 60 rồi anh chị. 60 đó. 60 cứng luôn ha. Gân lực, dòng gân lực đẹp quá. Cái này ghép được mấy mùa anh? Cái này giờ tới Tết là nó tầm khoảng mùa rưỡi. Mùa rưỡi. Cũng tới quý. Giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức. Nè, Thủ Đức nè anh chị. Đang xì nè, đọt đỏ luôn ha. Tại vì bình thường giờ mấy anh chị nhìn vậy chứ khi mà dằn ra là cái này có cái chưa. Này ở đặt rồi. Ở đây chưa có tàn đặt rồi. Dằn lớp kẽm nào hết. Rồi cây số 11 giá bao nhiêu anh? Đường okay, kính bầu 1m. Bao ship 200 là giá 80. Giá 80 triệu cây này anh chị mình xem xét cây này thấy ok nè.
80 triệu. Nãy hoành nó bao nhiêu ta? 60. 60 hoành. À, quên đâu hoành đế hả? Nào đế luôn, đo luôn cái anh. Nào đế này chắc chừng nó cũng trăm mấy. 108. Nói chung là nó ra cũng gần gần nó tới hết mặt chậu rồi anh chị đó. Ơi. À, đó là trăm xa, trăm rưỡi rồi đó. Cho nó 108 đi. 108. Hơn 108 cũng... Rồi qua cây số 12 luôn. Cây số 12, Hương thích cây nào? Thích mấy cây đầu clip bự bự bự. À, Hương thích bự. Thích bự đúng không? Đúng rồi. Ừ, thích bự là sở thích của em Hương. Rồi cây nào anh? Cây cây này. Mã số là 12. Chiều cao của nó là tầm khoảng cỡ 2m3 anh chị. Tán ngang là nó còn khoảng cỡ 1m6. Rồi mình xem cho thông số luôn đi anh. Đấy. Này gì? Đó chỗ nhỏ nhất đi. Rồi chỗ nhỏ nhất. Cây gia đình cùng Linh. Rồi. Em Hương nói cây này là cây gia đình. 52 hoành. 52 hoành. Đó, ngay là đó, vị trí này là nhỏ nhất rồi đó. Như thằng này nó không có tắc thân luôn á. Còn nếu mà đo đặt. Đo đặt. Cũ đặt nó nè. 73. 73. Cái này ghép. Thủ Đức. Thủ Đức. 4 mùa. Thủ Đức 4 mùa. Rồi cho giá luôn anh. À, cái này giá 45 triệu. 45 triệu cây mã số 12. Lộn. Lộn hoài. Đây. Dữ không? Dữ quá đi. Đây. Đang xì được non mạnh nha anh chị ha. Rồi qua cái 13 luôn anh. Cái nào anh? Đây. Cây đó ha. Cây số 13, cổ một cây tứ quý luôn. Thủ Đức luôn ha anh? Thủ Đức luôn. Đây, cây tứ quý ghép Thủ Đức. 2m3 anh chị ha. Đó, 2m3, tứ quý ghép Thủ Đức. Tán ngang của nó là 1m9 hơn. Đấy, gần 2m luôn rồi. Ồ, cái này vô cái chậu vuông anh chị ơi. Chậu vuông luôn. Ừ, chậu vuông này đường kính của nó khoảng 1m1m2 á. Đọt lòng cái chậu này ha. 1m2 á. 1m1m2. Rồi. Nồi đế của nó đã ra gần kính luôn anh chị ơi, cho thông số luôn đi anh. Cái này quá đẹp luôn ha. Cái này quá đẹp rồi. 50. Đúng 50 luôn. 50 cứng luôn. À, cái này quá đẹp rồi. Không sợ gì, không xiết gì đó. À, không biết cái giá có đẹp không thôi. À, cái này đẹp rồi. Giá nó cũng đẹp á. Nhiêu anh ơi? Cây này giá 110 triệu. 110 triệu anh chị ơi. Cây này ghép cũng già mùa rồi á. Cây này 6 mùa. 6 mùa. Đây, anh chị xem cốt ghép nè. Đó, cốt ghép nè. Tứ quý ghép Thủ Đức. 6 mùa. Cái cổng bự bự. Cây này mã số 13. Đó. Vậy là nguyên vườn này anh mới vô chỉ có một đợt phân hả anh? Đúng rồi. Ồ, một đợt phân mới ra tốt vậy ha. Rồi qua tiếp cây số 14. Một cây này luôn ha anh. Đúng rồi. Cây số 14. Rồi chiều cao của nó là 2m hơn nha anh chị. 2m2. Rồi tán ngang của nó cũng cỡ 2m rồi đó. Bộ đế nộp của nó đây. Rồi, đo luôn đi anh. Đế nộp. Này hoành hả? Như hoành hơn nè. Như hoành. Đâu để đoán nha. Đoán rồi. Về chơi với anh Vinh Cao Nguyên. Nhiều. Bán cũng lâu nữa. 25. Gì 25? Cái này phải 40 mấy. 40. Ừ. Ủa gì em đo ở trên đây.
ta đo hoành á. Đúng rồi, đo hoành là đo ngay đây nè. Rồi đo luôn anh. Đo chỗ nào luôn. Đây đây, đó. Không bao giờ mà nó dưới 25 đó. Nó tầm khoảng 45 trở lên. Không có đâu. Trời ơi. Chết rồi, kỳ này hố rồi. 39. 40. Tại vì biết sao cái bộ đế nó bự á. À. Ông nó này nó bự quá. Đúng là 40 á. 40 đúng á. 40 đúng luôn anh chị ơi. 40 á. 40 hoành, phát thân của nó tầm khoảng bốn mấy 50 á. Hoành đế nó. Hoành đế bao nhiêu anh? Đế nó 140. Hoành đế 140. Rồi. Đường kính chậu cái này khoảng 90. Rồi cho giá luôn anh, cây số. 45 triệu. Bao nhiêu anh? 45 triệu. 45 triệu cây mã số 14. Rồi quá cây 15 luôn anh. Hay đi dọc dọc xuống dưới kia mấy cây khủng kìa. Cái này ha. Đúng rồi. Siêu bông bánh tre. Dữ dằn luôn. Ủa cũng giảo bánh tre vậy, lá chung hả? Lá chung luôn. Lá chung luôn. Tứ quý ghép cây này nó mang tre lá chung nhìn dễ thương. Hai tử dính liền nha. Này là mẫu tử. Mẹ con. À. Hai đứa sinh đôi. Đúng. Sinh đôi. Chiều cao nó tầm khoảng cỡ 1m9 anh chị, tán ngang gần 2m. Sâu vô cho mọi người cùng xem hai đứa con. Đó. Thằng lớn bên trái đúng không, nhỏ bên phải ha. Rồi cho thông số hoành luôn đi anh. Giờ đo tổng hoành nha. Dạ, đo tổng hoành cái đo thôi. Đo từng cái chính giữa. À, tiền nó bên này luôn nè anh chị. Tổng hoành đi. Tổng hoành về là 71 nè. 71. Rồi. Đó, giờ đo một cái mẹ đi. Có một cái mẹ trước. Cái mẹ là 43. 43 yếu nha anh chị ha. Đó, chứ không đi xuống nữa thì 43 cứng á. Đúng rồi. Tại ảnh còn đo túi trên nó bị kẹt đây rồi. À. Rồi, 43 hoành nha anh chị. Cây này ghép được 10 mùa. 10 mùa. Nhìn chọc nè. Nhìn xương á. Tự quý ghép bánh tre lá trùng. Cái này giá luôn không? 15. Cây số 15. Cây số 15, cây này giá là 75 triệu. 75 triệu cây mã số 15. Rồi, qua cây 16 luôn anh. Anh canh sao à, 20 cây mà không có cây trái tim là chúc em hương buồn lắm á. Cây trái tim là cái cây mà em đưa đầu vô mọi người. Ừ, giống y như là dòng kết hôn ấy, dòng qua cưới á. Tiếp tục cây mã số 16 anh chị ơi. Cây nào anh? Đây đây. Cây này ha. Cây này. Rồi lại tiếp tứ bí luôn anh chị. Chiều cao nó là 2m, tán ngang là khoảng 1m rưỡi. Quỳnh thân là 33. 33 hoành anh chị. Đó, 33 hoành. Cái này vậy chứ ghép 10 mùa không á. Thác thần 20, hoành 33. Dòng mẫu đế đây, cho anh show giá luôn. Rồi, cây này 12 triệu. 12 triệu ghép 200. 10 mùa luôn hả anh? 10 mùa luôn. Này ghép siêu bông bánh chè lá trung. Bánh chè lá trung siêu bông. Cây này như ra hơi bị nắng quá không anh? Nắng quá nó hiểu lại. À. Nó nằm đi... ở trong đây nó thiếu mát nữa, thiếu nắng nữa chứ. Lát chỉ nắng có một mặt thôi. Lát cho nó miếng nước. Nó đang ngủ thì nó sẽ thức dậy. Đây ra cây số 16 ra đọt non quá trời luôn nè anh chị. Đó. Đọt non nó hơi buồn xíu nè, chút ảnh cho nước vô là tỉnh lại liền. Đang phê xuống. Ê chết cha. Phê phân. Đó tiếp cái 17 anh. Cây 17 đây. Cái này luôn. Cây 17. Cái này ngay vị trí đó là 37.
37 anh chị ha, vị trí đó 37, thác thân nó cũng phải cỡ 20-25. Cây này cũng chiều cao nó hơn 2 mét chút anh chị ha, đó cũng hơn 2 mét luôn, ghép già mùa luôn. Cây này được 6 mùa không anh, hay 10 mùa rồi, 10 mùa luôn luôn á, chung bày, chung bày luôn nè, cũng Bến Tre luôn ha anh. Đúng rồi, nữ quý ghép Bến Tre lá trung luôn, siêu bông. Rồi giá là 15 triệu, cây mã số 17, giờ qua cây 18. Cây 18 chiều cao của nó cỡ 2 mét luôn anh chị ha, tán ngang tầm 1,5 mét. 39 hoành, hoành 39 nha, có nó nôm đẹp luôn nè. Cho giá luôn anh, 15 triệu luôn. 15 triệu cây mã số 18, 15 triệu. Mấy cây này, cây này chậu chín anh chị ha. Rồi tiếp cây 19 anh, đi ra ngoài đây. 19. Đây em có nhiều tác phẩm mai chiếu thủy, cái mai chiếu thủy cái bông đó nè, nó chiếu. Hồi nhỏ này đi lượm mấy bông này ngâm thuốc. Chiếu thủy ngâm thuốc hả? Thủy á. Thủy á ngâm thuốc cho 15 năm. Cái gì anh? Cây cẩm thủy kim cương đen á. Kim cương đen hả? Đúng rồi, kêu gọi là cẩm thủy. Nghe kim cương là thích vừa. Mà cái cây này á, nó được, nó có cái giọng đổ. Cây này nó ăn tiền cái chỗ đó. Kim cương đen. Cây đó có giao lưu không anh? Có. Cây nào cũng có hết á, ở đây là mình giao lưu hết. Rồi qua cây mai số 19 đi. Này. Cây này. Cây này ha. Đúng rồi. Chiều cao của nó cỡ 2 mét luôn nha anh chị. Tán ngang tầm khoảng cỡ 1,6 mét. Rồi bộ đế của nó cũng rất là gân lực luôn. Để tử quỷ để sấy không. Thân nó sấy sấy luôn anh chị. Rồi thông số luôn anh. Này chắc 50 luôn quá. 50. 50 luôn, đúng 50. Rồi, mình đo trên á. Rồi 50 hoành ngay ngày đó anh chị ha. Đúng luôn. Rồi. Cái này ghép cũng Bến Tre ha anh. Bến Tre. Bến Tre lá trung luôn. Bến Tre lá trung luôn. Có cùng đợt luôn không? Cùng đợt luôn. Vậy chắc 10 mùa. Hơn 10 mùa luôn anh chị ơi. Quỳnh đế 1,6 m. Hơn 1,6 m. Nồi đế là 1,6 m. Đó, chậu lọt lòng. Chậu khoảng 1 mét hơn á. 1 mét đúng luôn. Chậu đúng 1 mét. Rồi cây này mã số 19 giá là 75 triệu. 75 triệu. Rồi mình qua cây 20 luôn anh. Nè cây của em nè Hương. Cây 20 là cây trái tim. Trái tim của em đây. Ghép cúc Bình Định ha anh. Đúng rồi. À, tứ quý. Dữ chưa mọi người. Dữ ha. Có mặt bông luôn hả? Chiều cao này tầm khoảng 1,9 m anh chị. Rồi. Cái này chắc cũng từ. Nó không có rớt cánh đâu nha. Không rớt cánh ha anh. Không, nó vũ thử biết. Nè. Đó em vũ đập thử vô tay thử coi. Không rớt cánh đâu. Đập vô cái bàn tay nè. Đập mạnh ha, bữa đập mạnh đó mà sao hôm nay đập nhẹ vậy? Tại vì nó không có cuốn, cái cuốn của nó ngắn quá. Đập mạnh vậy còn gì hoa nữa, vậy vũ vậy nó không rớt là biết không rớt rồi, khó rồi. Đúng không anh? Khó rồi. Thôi không ý kiến mà con. Nói chung là dai rồi đó ha. Cốt 24 cánh. Anh ghép được bao lâu rồi? 4 tháng. Rồi mình cho thông số cây này luôn. Cây này trái tim của nó thơm ha. Hủi 38. À, có một cơm á. Từ để em xem cho mọi người xem nha. 38 hoành tứ quý anh chị. Cây này thác thân nó tầm khoảng hơn 40. Đó là nó lên cái dòng trái tim này ha. Trái tim. Trái tim này cái chu vi của nó cũng cỡ đo thử cái hoành nữa coi. Cái giờ vòng tròn này của nó được bao nhiêu? Đường kính nó là khoảng 40. Đường kính khoảng 40 á. Hơn 47 á. 47 là tính ngoài luôn, còn tính cái lỗ trong ha.
Đó, từ đây qua cái lỗ khoảng 40 anh chị. Cái trái tim. Trái tim á. Cái trái tim. Trái tim chứ không chịu lỗ đâu. Rồi có cái bên này nè. Cây này có khá có duyên anh chị. Cây này anh định giao lưu giá sao anh? Cây hình trái tim nè. Cây này giao lưu giá 90 triệu. 90 triệu cây này hàng độc lạ anh chị ha. Tại vì mai vàng á thì anh chị thấy cái dạng mà trái tim này cũng không có thấy ở đâu luôn á. Cũng có mai vàng thì cũng có. Nhưng mà cũng thuộc dạng hiếm rồi đó. Mai vàng thì cũng thuộc dạng hiếm nữa. Giống như cây mai ở vườn Phương Bình đó anh chị. Một số anh chị ở Long An cũng có một hai cây trái tim nhưng mà dạng nhỏ nhỏ, cây mai vàng anh chị. Còn cái cây mà trái tim mà tứ quý á là em chưa thấy á, bữa nay mới thấy đầu tiên nè. Có anh chị các bạn nào mà đã thấy cây tứ quý hình trái tim thấy chưa, các mình comment lên thử anh chị. Còn đây cái dạng cốt xương của nó nè ha. Đây lên đây nó tầm khoảng 15 thôi đó, xương cốt của nó nè, tứ quý anh chị. Cúc Bình Định ha anh? Đúng rồi, cúc Bình Định 24 cánh. Cúc Bình Định 24 cánh, tán hiện tại của nó là tầm khoảng cỡ 1m2 anh chị ơi. Đó. Cây này ý tưởng của anh là mình ghép ở dưới nữa ha. Mình ghép kiểu ý tưởng sao anh? Không, tại vì anh chỉ chơi nó cái phong nó... Đáng lý là hồi đầu là chỉ ghép cái phần ở trên thôi. Dạ. Nhưng mà mình thấy từ cái khoảng này đi lên nó hơi bị trống trống á, cho nên mới cho hai cái bo hai bên để cho nó đẹp á, nhìn cho nó thêm phong phú một chút xíu. Đâu, em ngồi xuống đây cái hơn thử coi, ngồi xuống đây coi. Đó, được. Đó, giống vậy à, ở trên là cái dương biển phải không? À, ở hai bên là hai cái bông hoa tai phải không? Cười. Rồi, cây này là 90 triệu anh chị. Và cây này cũng là cây cuối clip luôn ha anh. À, cây cuối clip 90 triệu. Anh chị mình xem lại mình thấy thích hợp cái cây nào thì mình alo lại cho anh Hoàng số điện thoại luôn anh Hoàng ơi. À, số điện thoại của vườn là 097 249 5758 Hoàng. Địa chỉ luôn anh. À, địa chỉ 229 đường Vườn Lài, khu phố 2, hẻm 331. Ngoài ra thì ở vườn của anh Hoàng có rất nhiều cây mai độc lạ khác. Tứ quý là chủ yếu nha anh chị. Thì hẹn anh chị các bạn một cái clip sắp tới thì em sẽ quay tiếp cho anh chị nha. Rồi tới đây em xin kết thúc cái clip này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn, chào anh Quang, chào Hoàng Hương nha. Chào. Bye bye mọi người.